Trong số trước của Xin Chào Việt Nam, Bình Minh đã cùng bạn đến thăm một làng nghề nổi tiếng, nghìn năm tuổi ở Việt Nam và học cách sử dụng các từ liên quan đến trang phục, mặc, đi, đội, đeo, quàng. Còn trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ được học cách sử dụng cấu trúc câu thử cộng động từ cộng thử. Hai cấu trúc này có gì khác nhau và cách dùng như thế nào? Câu trả lời sẽ có ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng chào đón một nhân vật rất mới, lần đầu xuất hiện trong Xin Chào Việt Nam. Chúng ta hãy cùng làm quen với bạn ấy nha. Xin chào mọi người, mình là Win Van Darren. Tiếng Việt tên Win Van Da. Ba mẹ mình nuôi Việt Nam, nhưng mà mình là sinh ở Mỹ, Hawaii. Năm nay mình 24 tuổi. Sau khi học xong đại học ở Mỹ, mình về Việt Nam đến hiểu nói ba mẹ sinh ra. Rất thích đồ ăn Việt Nam và mình cũng thích tuần nào. Mình rất thích đập điệu. Mình yêu không khí ở đây, mình yêu Đà Nẵng. Âm thanh gì mà sôi động thế nhỉ? Những bạn trẻ này đang làm gì đây? Nhưng khoan, nhân vật chính của chúng ta đâu rồi? Ở đây thấy cầu rồng này, Darren nhìn thử xem. Oh, đúng rồi. Không khí ngay dưới chân cầu rộn ràng như thế mà đôi bạn không biết ư? À, hai bạn đã có mặt rất đúng lúc. Đẹp quá, mình muốn thử mặc một lần. Vậy chúng mình cùng vào thử nói chuyện với các anh trong đoàn nhé. Yeah. Chào mừng các bạn đã cùng trở lại với Xin Chào Việt Nam, chương trình học tiếng Việt thông qua trải nghiệm văn hóa. Cậu bạn Darren của chúng ta rất thích thú với điệu múa lân thì phải. Múa lân là một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội, đặc biệt trong Tết Nguyên đán hoặc Tết Trung thu. Hiện nay trong các dịp khai trương, cửa hàng, văn phòng hay là khai trương tòa nhà, người ta thường thuê các đoàn múa lân về để thêm phần rộn rã. Một lý do nữa là lân cũng như sư tử hay rồng đều là những con vật tượng trưng cho sự thịnh vượng, phát đạt, may mắn. Trở lại với đoạn hội thoại giữa Hằng và Darren, chúng ta thấy hai bạn sử dụng mẫu câu. Ở đây thấy cầu rồng này, Darren nhìn thử xem. Ở đây chúng ta thấy hai bạn đã dùng cấu trúc có động từ đi cùng với thử. Cấu trúc này được dùng khi bạn muốn người khác hoặc chính bản thân mình kiểm tra cái gì đó mà từ trước chưa biết để xem nó như thế nào.
Trong đó, nếu bạn muốn người khác thử làm gì thì thường cấu trúc như sau. Động từ thử, đi hoặc xem. Ví dụ, loại kẹo này rất ngon, cậu ăn thử kẹo này đi. Hay, cái áo này nhìn hợp với anh đấy, anh mặc thử xem. Tuy nhiên, nếu bản thân bạn muốn thử một việc gì đó thì cấu trúc lại thường được dùng là động từ thử nhé. Ví dụ, cô ơi, em đọc thử từ mới này nhé. Tôi viết thử cái bút này nhé. Nước hoa quả nhìn ngon quá, tôi uống thử nhé. Để nhớ cấu trúc động từ thử, chúng ta hãy cùng làm bài tập sau nhé. Các bạn hãy nhìn tranh, dùng động từ cho sẵn và cấu trúc động từ thử để thực hành nói nhé. Ví dụ, chúng ta có một bức tranh cái mũ rất đẹp và chúng ta có từ đội. Vậy ta sẽ đặt câu là anh đội thử mũ này đi. Các bạn hiểu cách làm bài tập này rồi chứ? Bây giờ hãy cùng thử với những ví dụ tiếp theo nhé. Bây giờ chúng ta có bức tranh bia Hà Nội và có động từ uống. Bức tranh nem rán, chúng ta có động từ làm. Bức tranh xe máy, chúng ta có động từ đi. Và bức tranh cái váy, chúng ta có động từ mặc. Chúng ta có bức tranh chả cá Hà Nội và động từ ăn. Các bạn hãy suy nghĩ đáp án của mình nhé. Đáp án của chương trình là bác uống thử bia Hà Nội đi, chị làm thử nem đi, tôi đi thử xe máy nhé, em mặc thử cái váy của chị nhé, bà ăn thử chả cá đi.